Phía Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 26 tới 37 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 24 tới 37 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 26 tới 39 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 25 tới 36 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 20 tới 33 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 tới 34 độ. Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây không mưa, nhiệt độ từ 25 tới 34 độ. Thủ đô Hà Nội có mây, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 27 tới 37 độ.